Thưa quý vị, hôm nay là ngày 5 tháng 9 và là ngày khai giảng năm học mới, cũng là ngày đánh dấu một mùa hè đã khép lại. Với hàng ngàn giáo viên trên địa bàn tỉnh thì mùa hè năm nay có lẽ thật đặc biệt. Đó là những ngày hè ở chốt kiểm soát cùng với lực lượng tuyến đầu ngày đêm bám chốt chống dịch. Đó là ngày hè trong bộ đồ bảo hộ mồ hôi ướt đẫm với những chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trong toàn dân. Nhân dịp bắt đầu năm học mới, xin được chuyển đến quý vị câu chuyện về một mùa hè đáng nhớ cùng với những dòng sẻ chia của các thầy cô trường tiểu học Phước Thắng, một ngôi trường thuộc phường 11, một trong những địa bàn nóng về dịch COVID-19 của thành phố Vũng Tàu trong thời gian đầu dịch COVID-19 bùng phát. Câu chuyện của nhóm phóng viên Thanh Nga Sĩ Nghiệp. Trường em nằm trên địa bàn phường 11 thì đã trở thành một cái tâm dịch của thành phố Vũng Tàu với cái số ca là rất là nhiều mỗi ngày. Và em có thể nhận thức được là cái mức độ và nguy hiểm và lây lan của nó là khôn lường. Nên là khi mà mình nhận thấy là cái nơi mà mình đang công tác và sinh sống với cái số lượng dịch như vậy thì kêu gọi rất nhiều, cần sự đóng góp, góp sức rất nhiều của các lực lượng, không chỉ là y tế mà còn là công an, bộ đội và thanh niên. Thì lúc đó là em chỉ nghĩ là mình làm một cái gì đó để mình có thể mà mình chia sẻ, mình đóng góp một chút công sức thôi. Với Nguyễn Thị Như Ý, cô giáo trẻ của trường tiểu học Phước Thắng, phường 11, thành phố Vũng Tàu, mùa hè năm nay rất khác. Từ những ngày đầu dịch bệnh bùng phát tại thành phố Vũng Tàu, hưởng ứng lời kêu gọi của ngành giáo dục thành phố, cô giáo Như Ý đã đăng ký tham gia đội tình nguyện hỗ trợ phòng chống dịch tại địa phương. Bắt đầu bằng việc tham gia hỗ trợ test nhanh COVID-19 cho người dân, rồi hỗ trợ người dân đăng ký tiêm vaccine, nhập số liệu. Công việc áp lực, nhưng nhìn lại mùa hè đi qua, với cô Như Ý, đó là mùa hè có ý nghĩa nhất trong cuộc đời, dù rằng bạn không mong mùa hè như thế lặp lại lần thứ hai. Đối với giáo viên tụi em, thì giáo viên trẻ tụi em thì mùa hè thường là một cái dịp để mà tụi em có thể dành thời gian cho gia đình, cho bạn cái chuyến du lịch hoặc là thực hiện những cái đam mê riêng của mình vào thời gian đó, thời gian để mà tụi em nghỉ ngơi và có thể gọi là hồi phục lại năng lượng, tái tạo lại năng lượng sau một cái năm học để mà có những cái mới cho một cái năm học tiếp theo. Nhưng mà thật ra năm nay thì nó là một mùa hè phải nói là rất là đặc biệt và có lẽ là em nghĩ nó sẽ là rất ý nghĩa nhất trong cuộc đời của em. Không chỉ Như Ý mà hầu hết các giáo viên, nhân viên của trường tiểu học Phước Thắng đều tình nguyện tham gia phòng chống dịch từ đầu hè đến nay. Như chị Lê Thị Tiến, nhân viên y tế nhà trường, tham gia đội lấy mẫu xét nghiệm của phường 11 từ ngày 5 tháng 7. Công việc vất vả lại nguy hiểm. Chúng tàu những ngày hè nắng nóng thường xuyên trên 35 độ, khoác trên mình trang phục bảo hộ phòng dịch, có lúc chị gần như kiệt sức. Nhưng chị Tiến vẫn ngày đêm song pha cùng tuyến đầu chống dịch. Mình tham gia cái chiến dịch này của thành phố từ đầu mùa. Và nói chung là nó không áp lực thì không đúng, nhưng mà tôi đặt với mỗi cá nhân ở trong cái việc làm này thì ai cũng có cái mặt tích cực để làm sao mà đẩy lùi cái dịch bệnh này, làm sao mà chấm dứt cái dịch bệnh này. Ai cũng mệt mỏi, nhưng mà mỗi khi nghe ở cấp trên nói là em phải đến hẻm này, em phải đến hẻm kia, hoặc là em trong danh sách này, em thấy ngay kia thì cảm thấy như là mình cần phải làm thật nhanh, làm thật tốt để đẩy lùi cái dịch bệnh. Có một mùa hè chẳng nghe tiếng phe ngân bởi những bộn bề lo toan chống dịch. Bạn và tôi, chúng ta cùng xung kích, góp chút yêu thương nơi lực lượng tuyến đầu. Những dòng thơ của cô Đỗ Thị Thu An, trưởng ban hoạt động ngoài giờ lên lớp trường tiểu học Phước Thắng, ghi lại những cảm xúc về kỳ nghỉ hè đặc biệt, đã nói hộ tất cả nhiệt huyết cống hiến, tinh thần tình nguyện vì cộng đồng của gần 1.000 giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn tỉnh tham gia chống dịch với tất cả trách nhiệm và tình yêu đất nước. Phải nói rằng là kỳ nghỉ hè 2021 là một kỳ hè rất là đặc biệt đối với lại giáo viên cả nước cũng nói chung, cũng như là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu của chúng tôi nói riêng. Và đây là một kỳ nghỉ hè nó có quá nhiều đặc biệt, bởi vì nó không có những tiếng để được lắng nghe những tiếng ve kêu hay là những chùm hoa phượng đỏ hay là những kỳ nghỉ dài để mình được xả hơi sau một năm học. Trường tiểu học Phước Thắng của chúng tôi thì nằm trên địa bàn phường 11 thành phố Vũng Tàu. Đây là một địa bàn điểm nóng của tâm dịch thành phố Vũng Tàu. Phát động
là chúng tôi đi tham gia các chốt ở 3 điểm cầu của thành phố Vũng Tàu. Cái tâm của các thầy cô đặt hết vào công việc và mong rằng là thành phố cũng như là phường 11 hết dịch để sớm trở lại cái trạng thái bình thường để các em vào năm học khai giảng, để các em được đến trường. Một mùa hè thật là đặc biệt nhưng mà cũng vô cùng ý nghĩa của các thầy cô trường tiểu học Phước Thắng, có phải không anh Nhật Trường? Đúng là như vậy. Ừ. Và ngày hôm nay thì thưa quý vị, học sinh và giáo viên của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung, thầy cô học sinh của trường Phước Thắng bước vào một năm học mới với lễ khai giảng cũng hết sức đặc biệt. Đó là qua hình thức phát thanh truyền hình trực tiếp và trực tuyến. Và dù các ngôi trường trong ngày khai giảng có vắng bóng thầy trò, vắng tiếng trống trường rộn rã, nhưng mà chúng tôi tin rằng là hành trang của các thầy cô giáo sẽ in đậm dấu ấn của những ngày song pha của mọi người chống dịch. Các thầy cô sẽ tạm gác lại những chuyến tình nguyện, chuyên tâm vào nhiệm vụ giảng dạy, miệt mài nghiên cứu, vun đắp kiến thức và bồi đắp những ước mơ cho những học sinh thân yêu của mình qua những bài giảng online, những giờ dạy trực tuyến. Xin chúc các thầy cô giáo sẽ thật nhiều sức khỏe, vững tâm thế bước vào năm học mới. Dẫu là sẽ có rất là nhiều khó khăn và thách thức, nhưng cũng đầy những điều thú vị ở phía trước.